Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngộ quý khán giả của Nét Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Thích Nhuận Đức bị cấm thuyết giảng vô thời hạn. Và lý do lần này là đã có bài giảng và xúc phạm tới cộng đồng của người Khmer. Xúc phạm kiểu nào? Thanh Tùng sẽ kể chuyện của vị nghe. Tuy nhiên trước hết sẽ được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Bà con vùng Senoje và các vùng phụ cận từ hôm nay đã có thể thưởng thức được món phở chứa danh từ nhà hàng phở đuôi bò với thực đơn chuyên về phở như phở đặc biệt đuôi bò và sườn bò, phở tái thịt bò Kobe, phở filet mignon rare steak, phở nạm chín, sách gầu gân bò viên. Nước súp phở được nấu từ xương đuôi bò thơm ngọt béo chuẩn bị chắc chắn sẽ làm hài lòng ngay cả những thực khách khó tính nhất. Ngoài ra... Nhà hàng Phở Đuôi Bò còn phục vụ cà phê, trà sữa, nước mía, nước dừa. Đặc biệt promotion 15% off thời gian đầu khai trương. Phở Đuôi Bò mở cửa 7 ngày trong tuần từ 9 giờ sáng đến 10 giờ đêm, thứ sáu và thứ bảy mở cửa đến 11 giờ đêm. Phở Đuôi Bò tại 2465 Alvin Avenue, San Jose. Điện thoại 408 300 1045. 408 300 -1045. Bạn đang khổ sở vì tiểu đường, cao mỡ, cao máu, mệt mỏi kinh niên, đau bao tử hay các vấn đề về sức khỏe khác? hay chỉ là muốn kiện thân khỏe mạnh hơn thì sản phẩm hạt mầm gạo lứt Bio MR2 này là dành cho bạn. Xin gọi 1800 338 4121 để biết thêm chi tiết. Và sản phẩm cũng hiện đang có bán tại tiệm Vạn Hòa Lâm trong khu Việt Nam Town bên ngoài Grand Century Mall. Vạn Hòa Lâm là nơi đáng tin cậy khi quý vị muốn tìm kiếm những sản phẩm dược thảo uy tín chất lượng. Vạn Hòa Lâm trong khu Việt Nam Town 979 Road Unit 7087, điện thoại 408 -2354. Trung tâm thuế vụ hàng lê chuyên khai thuế cá nhân hùng hạp thuế công ty thuế thương mại thuế nhân viên. Trung tâm thuế vụ hàng lê đã giờ về địa điểm mới 2114 Center Road Suite 22 San Jose bên cạnh GMV và đối diện Costco 408 279 5843. Nhà hàng phở 90 độ kể từ nay bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya San Jose. Phở 90 độ ở mặt tiền khu thương mại Việt Nam Town San Jose mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Phở 90 độ trong khu Great Milpitas mở cửa từ Chủ nhật đến thứ năm từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối, riêng thứ sáu và thứ bảy mở cửa đến 9 giờ tối. Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tiêm tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern, trong khu thương mại Vietnam Town San Jose 408 293 5900. Thưa quý vị, nhà sư Thích Nhuận Đức vừa bị Giáo hội Phật giáo Cộng sản Việt Nam tăng nặng hình thức kỷ luật từ bị cấm thuyết giảng một năm thành cấm thuyết giảng vô thời hạn do xúc phạm người Khmer. Theo báo Giác Ngộ vào ngày hôm nay thứ Tư 10 tháng 7, sư Thích Nhuận Đức của Tổ đình Hộ Pháp ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu bị sờ gáy vì có lời lẽ và thái độ khiếm nhã trong một video clip hồi năm ngoái. Các bản tin của báo Việt Nam về vụ việc không đề cập cụ thể tuyên bố xúc phạm người Khmer là gì. Tuy vậy, một đoạn video clip lan truyền vào hôm 30 tháng 6 cho thấy, Sư Nhuận Đức vừa cười vừa nói trước đám đông Phật tử về chuyện có một nhóm người Khmer đến gặp mình và mô tả họ là miên đen là người Campuchia và người cờ ho cờ hu gì đó. Trong đoạn clip, Thích Nhuận Đức còn nhại một câu mà ông cho là tiếng Khmer để gây cười. Và bây giờ thì Thanh Tùng mời quý vị cùng xem lại đoạn clip gây tranh cãi và xúc phạm tới cộng đồng người Khmer của Thích Nhuận Đức sau đây. Nó rồi dân tộc tiểu số, cà hoa cà hu vậy đó. Đến y y luôn quý vị ơi. Ngộ ghê Mới hôm kia, phái đoàn 50 người, người gì? Miên đen, Campuchia đến mới bước vô gặp như đức <laughs> mang tao ra nó cái gì vậy chàng Sao tự nhiên nói cái gì không nghe tiếng gì chứ nó xin chào thầy chúc thầy mạnh khỏe nó chàng có chàng tiếng bước vô mắt nay nói gì không nghe gì chứ thôi gặp tôi nói tiếng việt đi tôi không biết tiếng này đâu tiếng này là tiếng gì nó là tiếng khmer khmer là gì miên đen hả không khmer khmer nó là, ờ khmer à biết rồi nó thích khmer chứ không thích tiếng miên đen <laughs> quý vị vừa theo dõi đoạn clip trong đó quý vị nghe và nhìn thấy rõ ràng thích nhuận đức đã cố tình tạo tiếng cười bằng cách nhại tiếng khmer và có những lời lẽ xúc phạm cộng đồng khmer theo báo Giác Ngộ thì thư có vị, những lời lẽ có Thích Nhuận Đức đã khiến cộng đồng người Khmer ở Việt Nam bất bình. Theo báo Người Lao Động, Thích Nhuận Đức viết trong lá thư giải bài về sự việc này như sau. Nay con xin thành thật, sám hối quý ngài, ban thường trực hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo. Kính mong quý ngài từ bi hỷ xã bỏ qua cho con những chuyện cũ và xin lỗi tất cả đồng bào dân tộc Khmer. Và bắt đầu kể từ hôm nay, con không tái phạm nữa, những bài giảng mang tính nhạy cảm con điều đã gỡ xuống hết từ lâu trên trang của chùa. Hồi đầu tháng 6, Sư Thích Những Đức bị giáo hội Phật giáo ra lệnh cấm không được thuyết giảng dưới mọi hình thức trong một năm và phải sám hối chư tăng. Nguyên do được công bố là nhà sư này có những phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội thuyết giảng sai với tôn chỉ, giáo lý, giáo, luật, Phật giáo và vi phạm các quy tắc thuyết giảng. Đại Đức Thích Những Đức cùng Thượng tọa Thích Chân Quang trụ trì Thiền Tôn Phật Quang ở tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, là hai trong số các nhà sư gây tranh cãi nhiều nhất trong thời gian qua. Chân Quang cũng bị áp lệnh cấm thuyết giảng 2 năm dưới mọi hình thức và gây bàn tán về tấm bằng tiến sĩ luật cho trường Đại học Luật Hà Nội cấp thần tốc cho ông trong vòng hơn 2 năm. Đó là tin về hai con ma tăng vào cái thời nhiễu loạn bây giờ. Còn bây giờ là một số những thông tin liên quan tới sư Minh Tuệ và đây là một bài viết mà thanh tùng sưu tầm được ở trên facebook và không có cách gì có thể kiểm chứng được những chi tiết được đề cập trong bài viết thanh tùng chỉ đọc để cho quý vị nghe với tư cách rộng đường dư luận đây là bài viết của tác giả mạc văn trang trên facebook với tựa đề một số thông tin liên quan đến sư minh tuệ bây giờ đưa tin về sư minh tuệ rất ngại vì nhiễu loạn thông tin ngay trong gia đình sư minh tuệ cũng không thống nhất nhưng tôi nghĩ dù sao có ý kiến vẫn tốt hơn. Thứ nhất, hiện nay thông tin liên quan đến sư Minh Tuệ rất nhiễu loạn. Một số người cố ý đưa tin sai sự thật. Thầy Minh Tuệ đã nhập Niết Bàn, đoàn sư Ấn Độ đã xuống phi trường Tân Sơn Nhất để đến đảnh lễ thầy Minh Tuệ. Sư Minh Tuệ bị chính quyền quản chế, sư Minh Tuệ tuyệt thực. Chính quyền cần xử phạt nặng những người cố tình đưa tin sai, làm cho dân quan mang. Nhiều người vô tình đưa tin nhiễu loạn như đưa hình ảnh cũ rồi bình luận hôm nay, thầy đây rồi, nhiều người đưa các clip sư minh tạng minh trí minh chiến tuệ minh mặc y phấn tảo ôm bình bát như sư minh tuệ đi khất thực hoặc là ngồi thiền rồi viết thầy đây rồi nếu không xem kỹ rất dễ nhầm lẫn điều thứ nhì có những thông tin có thể tin được nhưng cần phân tích và nhận định ngày 1 tháng 7, anh Thịnh là em của sư minh tuệ gửi đơn đến cơ quan an ninh nhờ xác minh một công ty lấy tên minh tuệ có thể ảnh hưởng không hay đến gia đình và tìm sư minh tuệ đang ở đâu ra sao vì mất tích 20 ngày rồi Thư này có sự đồng ý của cha mẹ anh Nhưng không nhắc đến anh Tuấn Là anh cả của sư Minh Tuệ Tôi nghĩ anh Thình viết đơn này là phù hợp Với tâm trạng của anh và hai cụ Nhưng theo tôi Thực sự sư Minh Tuệ không mất tích 20 ngày Đêm 3 tháng 6 Công an đưa sư Minh Tuệ từ Huế về Sư Minh Tuệ đã ở cái tròi Sau này gọi là cốc hoặc là chùa Ở giường sầu riêng của gia đình Qua những câu chuyện hai người bạn Hàng xóm với sư Minh Tuệ trước đây đã lên chòi thăm sư và trò chuyện mấy tối liền, rất thân mật, thì được biết sư Minh Tuệ ở đó 5 cho đến 6 ngày. Người nhà đưa cơm đến sư không ăn, nói là phải đi khất thực mới ăn. Vậy là sư đã nhịn 5-6 ngày. Có clip một thanh niên hỏi, thầy nhịn ăn 5-6 ngày chỉ uống nước, vẫn được à? Sư bảo nhịn 7 ngày vẫn bình thường. Sau đó sư đi khất thực và nói, dăm ngày sẽ quay lại tròi, nhưng không quay lại nữa. Bởi vì nhiều người quá nhiệt tình đem cải tạo nâng các cái chòi thành cốc thành chùa, nên sư Minh Tuệ không thể ở trong một chỗ tiện nghi an toàn như vậy được. Hơn nữa, pháp tu của sư là thường xuyên di chuyển chỗ ở tự nhiên. Sư Minh Tuệ đã lên núi gần nhà và đã đi khất thực quanh xã mấy ngày, có tiếp xúc với dân một cách tự nhiên. Phải biết rằng, sư Minh Tuệ gặp dân là rất vui, coi đó là duyên và chuyện trò, và chuyện trò rất chân thành sôi nổi và rất hay chuyện. Trước đây có clip sư dốc cả cái túi cho thanh niên xem trông có gì một cách hồn nhiên vui vẻ. Có mấy clip do người dân ghi rất nghiệp dư lại đáng tin. Họ thường quay đứng điện thoại không biết tập trung vào đối tượng, nói và viết theo ngôn ngữ địa phương mắc nhiều lỗi chính tả. Do bối cảnh thiên nhiên con người cảnh vật cho thấy rất thật nên ta phân tích, nhận định và có thể tin. Các clip cho biết sư đã ở hang núi gần nhà đã có người dân, cả hai cán bộ địa phương đến thăm và hỏi chuyện. Nhưng mấy người đem bạc lên che chắn chống mưa gió cho sư. Vậy là sư bỏ ra, vậy là sư bỏ hang, ra nghĩa địa ngồi trong đêm mưa. Clip một người hỏi chuyện sư ở nghĩa địa bên mấy ngôi mộ nhỏ bé sơ sài vào sáng sớm. Sư ước, nói khàn khàn chắc là do cảm lạnh. Một clip khác một người hỏi chuyện trong đêm ở một hang sư nói, nếu đi bộ ra khất thực khó khăn, có thể có sự can thiệp gì đó chăng? thì sẽ vào rừng, ăn lá cây, rễ cây, hoa quả sống cũng không sao. Và từ đó mất tích đến chục ngày. Nhưng clip sáng ngày 3 tháng 7 do người dân quay đưa tin lên, tôi tin là thật. Sư đã đi sâu vào khu vực ít người, tìm được chỗ thích hợp để tu đúng pháp tu của mình. Những người dân tộc này ít biết về sư nên hỏi tên, tu bao lâu rồi, đi chân đất có đau không, với giọng nói địa phương. Clip cho thấy sư Minh Tuệ vẫn khỏe mạnh vui vẻ bình thường. Điều thứ ba nên ứng xử với sư minh tuệ thế nào cho phù hợp. Hãy để cho sư minh tuệ tự do tu tập theo đúng pháp tu của sư. Sư có đủ bản lĩnh trí huệ để sống và tu sao cho phù hợp với hoàn cảnh như 8 năm đã qua. Chính quyền đừng can thiệp gì vào, người dân đừng tìm gặp sư. Có duyên gặp thì bố thí trò chuyện, vậy thôi. Thanh Tùng đang chia sẻ với quý vị tình hình của sư Minh Tuệ hiện nay theo một bài viết trên Facebook. Chúng tôi sẽ tiếp tục câu chuyện này sau ít phút quảng cáo. Mời quý vị nhớ đón xem. Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngộ quý khán giả của Net Việt TV chào mừng quý đến phần 2 tiết mục Hot News với Thanh Tùng ngày hôm nay. Câu chuyện của sư Minh Tuệ hiện nay đang ở đâu, đang làm gì, sư có mạnh khỏe hay không, sư có vui vẻ hay không, Thanh Tùng đang chia sẻ. Và sau câu chuyện của sư Minh Tuệ sẽ là câu chuyện chính mà cả nước Mỹ cũng như thế giới đang quan tâm. Đó là liệu đảng Dân Chủ sẽ giải quyết ra sao với việc nhiều người đề nghị Tổng thống Joe Biden bỏ cuộc. Tuy nhiên trước hết, xin được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Ta về nhớ Huế mộng mơ, nhớ tô bún Huế ra liền sông Hương, mềm mang thổn thức cồn cào, gọi liền bánh nậm ít ram, bánh bèo. Quý bà con ở Cali hay bất cứ nơi đâu muốn cảm nhận hương vị quê hương qua tô bún bò Huế đậm tình miền Trung, xin mời đến với bún bò Huế sông Hương, một địa chỉ đáng tin cậy, nơi phục vụ các món ăn đặc sản miền Trung chắc chắn sẽ làm hài lòng quý vị bún bò Huế sông Hương, tòa lạc tại 929 Story Road, suốt 2018 San Jose, trong khu Việt Nam Thao, bên hồng Walmart, điện thoại 408 549 3195. Đặc biệt, chúng tôi đang có chương trình promotion, phở chỉ có 12 đồng 99, bún bò Huế 15 đồng 95, bún bò Huế sông Hương, trân trọng, kính mời. Xin giới thiệu văn phòng nhãn khoa IC Optometry, cùng bác sĩ Đinh Lê tòa lạc tại Việt Nam Thao. Văn phòng mới khai trương hoàn toàn mới mẻ tiện nghi, được trang bị công nghệ máy móc hiện đại tới tân. Là nơi duy nhất ở vùng B có dịch vụ niềng mắt với công nghệ hiện đại, kết quả niềng mắt trong thời gian rất ngắn. Có nhiều địa điểm với bác sĩ nhãn khoa kinh nghiệm, điện thoại 408 920 000 Nhà hàng 360 đang nổi tiếng với dịch quay, heo quay, gà quay. Nhà hàng 360 đang được yêu thích với các món mì, cơm dĩa, cơm gia đình gồm canh chua, cá kho, thịt kho, heo sữa quay cho tiệc gia đình, tôm hùm sauce đặc biệt và party tray các loại như mì xào, cơm chiên, gỏi thái, gỏi chân gà rút xương, gỏi hải sản và các món chay. Nhà hàng 360 trong khu Việt Nam Thao trên đường Story Road San Jose 669-230-6854. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân tọa lạc bên trong khu Paloma Plaza 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong thời gian này, mua hai sản phẩm Menado sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng. 408 528 9297 An Khang Mì Gia trong khu thương mại Việt Nam Town, San Jose mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối đóng cửa thứ tư hàng tuần 408 217 9496 Thưa quý vị, câu hỏi được đặt ra là nên ứng xử với sư minh tuệ thế nào cho phù hợp. Hãy để sư minh tuệ tự do tu tập theo đúng pháp tu của sư. Sư có đủ bản lĩnh trí huệ để sống và tu sao cho phù hợp với hoàn cảnh như 8 năm đã qua. Chính quyền đừng can thiệp gì vào, người dân đừng tìm gặp sư. Có duyên thì gặp bố thí trò chuyện, vậy thôi. Có lẽ mỗi tháng VTV nên phỏng vấn sư minh tuệ 1 đến 2 phút, phỏng vấn thật, một cách trân trọng và đưa tin cho toàn dân biết ông đang ra sao để tránh thông tin nhiễu loạn. Điều đó rất hợp lòng dân, vì sư Minh Tuệ đã trở thành mối quan tâm sâu sắc của đa số dân chúng trong và ngoài nước và cả quốc tế. Ý kiến của anh Thình rất đúng. Người dân từ khắp nơi có người từ rất xa đến cốc để đảnh lễ hay thăm cha mẹ sư Minh Tuệ thì mình trân trọng. Họ muốn chụp tấm hình kỷ niệm cũng tôn trọng. Chỉ có điều đừng để tiền và nhiều lễ vật ở cốc. Đừng thăm các cụ đông quá, lâu quá, ồn ào, đừng cho tiền cho quà các cụ. Tôi nghĩ người đến đó sẽ thưa dần không quá đông đúc như mấy ngày đầu. Mọi việc cứ để tự nhiên, nhưng cần tổ chức có người trong coi cốt, chứ để một mình anh thình thấy anh dứt giả, mệt quá. Điều thứ tư, ảnh hưởng của sư Minh Tuệ vẫn lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội ta và lan ra cả thế giới. Đó là điều rất hay, cứ để nó lan tỏa tự nhiên dưới mọi hình thức. Vì biểu tượng Minh Tuệ đem lại sự tỉnh thức về giá trị chân thật của Đạo Phật, và gợi ra bao điều suy ngẫm và lẽ về lẽ sống ở đời. Tóm lại không có gì phải lo lắng cho sư Minh tuệ cả, chúng ta đừng quấy rầy ông, cứ để ông tu tự nhiên như 8 năm trước vậy thôi. Tôi có vị, gì đó là một bài viết trên Facebook của tác giả Mạc Văn Trang, Thanh Tùng chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ là câu chuyện mà nước Mỹ và cả thế giới đang quan tâm, liệu đảng dân chủ có sẽ buộc tổng thống Joe Biden phải bỏ cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc năm nay hay không. Tuy nhiên đầu tiên, thông tin liên quan tới việc ông Trump lại thách Tổng thống Biden tái tranh luận ngay trong tuần này. Cựu Tổng thống Donald Trump nói rằng bản thân ông muốn tái tranh luận với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden ngay trong tuần này và đấu một trận góp. Tờ tờ Hill đưa tin, ông Trump vào hôm 9 tháng 7, trước hàng ngàn người ủng hộ ở thành phố Toro thuộc tiểu bang Florida, đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden hãy tái tranh luận ngay trong tuần này và gọi đó là cơ hội để ông Biden tự chuộc lỗi. Ông Trump dõng dạc tuyên bố như sau. Tôi chính thức đề nghị ông Joe hãy tự chuộc lỗi trước toàn thế giới. Hãy tổ chức một cuộc tranh luận ngay trong tuần này để Joe có thể chứng tỏ với mọi người trên thế giới rằng ông ấy đủ tố chất để trở thành tổng thống. Nhưng lần này, hay là cuộc đối đầu giữa hai người đàn ông không có người điều hành cuộc tranh luận, cũng không bị cấm đoán ngôn từ. Ông ấy chỉ cần nêu địa điểm mọi lúc, mọi nơi. Ông Trump sau đó đã đề cập tới một phần nội dung cuộc tranh luận vào tháng trước về kỹ năng chơi golf của bản thân và ông Biden. Ông Trump nói thêm, đó là lý do tại sao tối nay tôi cũng chính thức thách đấu ông Joe Biden trong một trận đấu golf 18 lỗ. Trận đấu sẽ tổ chức trên sân golf của tôi ở thành phố Toronto và được truyền hình trực tiếp. Theo báo The Hill, những tuyên bố về việc tổ chức tái tranh luận trong tuần này được ông Trump đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Biden gần đây liên tục đối mặt với áp lực khi một số các nhà lập pháp hàng đầu của đảng dân chủ yêu cầu ông rời khỏi cuộc đua vào ghế tổng thống Hoa Kỳ năm nay. Hai ứng cử viên tổng thống đã tranh luận trực tiếp lần đầu hồi cuối tháng 6, trong đó ông Trump 78 tuổi được đánh giá thể hiện tốt hơn khi dự thế chủ động. Ông Biden 81 tuổi bị nhận xét có màn tranh luận chưa như kỳ vọng, đôi lúc phát biểu không trôi chảy và chưa thể trấn an những cử tri lo ngại về tuổi tác của ông. Đài ABC News sẽ tổ chức cuộc tranh luận thứ nhì giữa ông Trump và ông Biden vào ngày 10 tháng 9 nhưng chưa công bố quy định. Thưa quý vị, trong khi đó, thì hôm qua thứ ba ngày 9 tháng 7 là ngày quan trọng đối với Tổng thống Joe Biden cũng như tương lai chính trị của ông vì một số nhà lập pháp cho hay kết quả họp của phía Dân Chủ ở Thượng viện và Hạ viện có thể sẽ quyết định số phận của ông. Mặc dù Tổng thống Biden đã tuyên bố sẽ không dừng tranh cử, các nhà lập pháp hàng đầu của đảng Dân Chủ cho đài CNN hay quyết định cuối cùng thuộc về giới lãnh đạo của đảng như là nghị sĩ Chuck Schumer từ New York, thủ lĩnh khối đa số Thượng viện và dân biểu Hakim Jeffries cũng từ New York là thủ lĩnh khối thiểu số hạ diện. Hôm thứ Hai, cả nghị sĩ Chuck Schumer lẫn dân biểu Hakim Jeffries đều công khai ủng hộ Tổng thống Biden. Và đến hôm thứ Ba, thì nghị sĩ Chuck Schumer tiếp tục tuyên bố ủng hộ cho Tổng thống Biden. Trong cuộc họp của Dân chủ tại Hạ viện vào hôm thứ Ba, các kỳ lập pháp bàn về tương lai của Tổng thống Biden, một thành viên đã nói như vậy với đài truyền hình CNN. Dân biểu Gregory Meeks thuộc đảng Dân Chủ từ New York gọi cuộc họp này là phiên họp lắng nghe, còn những người khác cho hay cuộc họp tràn ngập nỗi buồn. Trước khi họp, thì bảy vị dân biểu thuộc đảng Dân Chủ công khai kêu gọi ông Biden rút lui. Sau khi họp, Dân Chủ hạ diện hầu hết vẫn chia rẽ. Người thì từ chối cho hay sẽ tiếp tục ủng hộ Tổng thống Biden hay không, người thì binh giật ông. Ngoài ra dân biểu Mickey Serra thuộc đảng Dân Chủ từ New Jersey trở thành dân biểu Dân Chủ thứ bảy kêu gọi ông Biden bỏ cuộc sau cuộc họp kéo dài vào giờ trưa của đảng dân chủ tại thượng viện, nhiều vị nghị sĩ từ chối tiết lộ có ai kêu gọi ông Biden bỏ cuộc hay không. nghị sĩ Chris Coons thuộc đảng dân chủ từ Delaware cho biết cuộc họp mang tính xây dựng. tuy nhiên, một số vị nghị sĩ tỏ ra rất lo lắng. theo lời của một vị nghị sĩ, một người cho biết cuộc họp này cho CNN hay ba vị nghị sĩ gồm có ông Michael Bennett từ Colorado, Sherrod Brown từ Ohio và John Tester từ Montana đã nói với các đồng diện họ nghĩ ông Biden không thể đắc cử. Trong khi đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby binh vực Tổng thống Biden khẳng định ông Biden đủ sức làm tổng tư lệnh suốt, suốt ngày. Phát ngôn viên John Kirby tuyên bố như vậy trước khi Hội nghị Thượng đỉnh Khối NATO khai mạc ở Hoa Thịnh Đốn vào hôm thứ Ba và sau khi Tổng thống Biden thông báo với các thống đốc của đảng Dân Chủ tuần trước rằng ông cần ngủ nhiều hơn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cũng lưu ý họ thấy không có vị nguyên thủ nào trên thế giới nêu lên lo ngại về Tổng thống Biden. Cũng hôm thứ Ba, sau nhiều ngày người ta đồn đoán về sức khỏe của Tổng thống Biden, thì bác sĩ của ông Biden công bố lá thư chứa dài chi tiết về việc bác sĩ Kevin Cannard, bác sĩ thần kinh, tới thăm tòa Bạch Ốc. Trong thư, bác sĩ của ông Biden viết, Tổng thống Biden chưa gặp bác sĩ thần kinh nào bên ngoài cuộc kiểm tra sức khỏe tổng quát hàng năm. Sau đó, Phát công viên tòa Bạch Ốc là Karin Jean Pierre cho biết cuộc gặp giữa hai bác sĩ này hồi tháng Giêng không liên quan tới sức khỏe của Tổng thống Biden. Thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden hôm 7 tháng 7 vừa qua đã quay trở lại hành trình vận động cử tri trong nỗ lực cứu giãn chiến dịch tái tranh cử sau hàng loạt sóng gió kể từ cuộc tranh luận cho đối thủ Donald Trump. Tổng thống Biden đã bắt đầu một tuần làm việc cái lịch trình dày đặc với hai cuộc vận động tranh cử tại tiểu bang chiến địa Pennsylvania – trước khi chủ trì hội nghị thượng đỉnh khối NATO thì qua tỉnh đốn từ ngày 9 cho đến ngày 11 tháng 7. Dấu hiệu về vấn đề sức khỏe và tuổi tác của ông Biden đã biểu hiện trong cuộc tranh luận nhưng đến nay, vị tổng thống 82 tuổi vẫn cương quyết khẳng định ông là người duy nhất có thể đánh bại ông Trump. Tổng thống Joe Biden khẳng định như sau: Tôi đánh bại ông Trump vào năm 2020 và tôi sẽ đánh bại ông ta trong năm 2024. Thưa ngày 5 tháng 7, Tổng thống Joe Biden đã có cuộc phỏng vấn với đại ABC News để chứng minh màn trình diễn trong cuộc tranh luận tuần trước chỉ là một sơ xuất và nhằm dập tắt những nghi ngại về vị thế ứng cử viên đại diện đảng Dân Chủ của ông. Dù đó là phần cập nhật những tin trong ngày hôm nay với Hot News sẽ thanh tùng. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp quý vị tiết mục này vào ngày mai.